con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn và điều hợp chương trình ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân mít kính sư. Dạ, sa thú lành thai. Nhà con kính lễ chư tăng đến đại đức tuệ đức cùng chư quý vị đang có mặt ở diễn đàn pháp cú kinh. Dạ, mến chào quý vị. Và ngày hôm nay ngày chủ nhật cuối tuần, chúng ta lại tiếp tục với cái lớp ôn tập. Hôm nay thì chúng ta ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú phẩm Atawaka phẩm Tự Ngã, câu số 161 và câu số 162. Sốt rồi, muốn ăn hộp bánh sốt kìa. Và câu số 160 và câu số 162. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, bây giờ quý vị chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivayami Sokkhaho Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và một lần nữa xin mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay diễn đàn pháp của kinh chúng ta sẽ tiếp tục với ôn tập lại hai câu kệ ngôn số 161 và trong 162 phẩm Atawaka phẩm Tự Ngã. Dạ, câu kệ ngôn pháp cú số 161 phẩm Tự Ngã. Atta na vaka tang pa pang atta chang atta sambhavang abhimanta ti dumme thang vaji rang vasama mayang maning Ata na wa ka tang ba bang ata chang ata sambawang abhimanta ti domme thang wa chi rang wa sama mayang maning. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Câu số 160. Yasa achanta dusila dusila yang maluwa salami wotatang karoti so tatata tathata nang yatha nang ichati diso yasa achanta dilayang maluwa salami watatang karoti so tathata nang yatha nang ichati diso. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bấm cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ post bài. Đây tiếp tục là hai câu kệ ngôn pháp cú trong phẩm Tự Ngã, nói về việc mà chúng ta tự yêu quý bản thân mình bằng cách
hạn chế hay là ngăn ngừa các cái ác pháp. Và qua hai câu kệ công này thì chúng ta sẽ thấy được là cái nguy hiểm cũng như là cái hậu quả của việc mà tạo ác nghiệp. Từ đó mà chúng ta có được cái sự kinh hãi mà tránh xa. Đó là cái cách yêu lấy bản thân mình, thương bản thân mình. Và ngày hôm nay hai câu kệ ngôn pháp cú số 161-162 với hai cái tích truyện duyên sự tóm tắt. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau để ôn bài hai câu kệ ngôn này với phần chánh kinh và phần tóm tắt duyên sự. Chúng ta hôm nay bắt đầu có nhiều cái thời gian hơn bình thường thì mong rằng tất cả quý vị có thể ôn tập hai câu này được đầy đủ, và nếu như được á thì còn dư thời gian thì các vị cứ tiếp tục để mà chúng ta ôn tập tiếp. Dạ, xin mời vị đầu tiên sẽ cầm mic để ôn tập cho ngày hôm nay ạ. Dạ, xin mời cô Rạng Đông. Sa thú còn thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Nhân Pháp. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 161. Atana wakatang pa pang Ata chan ata sam pha quang Afi mang tha ti đùm mê thang Wa chi rằng wa sa ma ma yang ma ninh Ata na wa ka tăng pa tăng Ata chan ata sam pha quang Afi mang tha ti đùm mê thang Wa chi rằng wa sa ma ma yang ma ninh. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin kính đọc duyên sự tóm tắt. Câu 161. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Lá Quý Hà Rá, đề cập đến cận sự nam Má Ha Ca Lá. Cư sĩ Má Ha Ca Lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Má Ha Ca Lá gặp một tai nạn, bị du quan là Toán Quốc đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Má Ha Ca Lá hoàn toàn vô tội chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Đây là chấm dứt duyên sự câu 161. Sau đây con xin kính đọc câu 162. Giá xá áp chàng ta đú xin dần mà lú hòa xà lá mi vốt tá tăng cá rồ tí sô tá tháp tà năng giá thà năng ít trá tí đí sô. Giá xá áp chàng tá đú xin dần mà lú hòa xà lá mấy mi vốt tá tăng cá rồ tí sô tá tháp tà năng giá thà năng ít trá tí đí sô. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây,
gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây con xin kính đọc diễn sự câu 162. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Vê Lú Vá Ná gần thành Ra Chá Gá Há, đề cập đến tỳ khu Đê Quá Đát Tá. Trong một lần hội họp tại giảng đường, mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khu Đê Quá Đát Tá, như là diệt vì quyền lợi làm cho mê muội. Tỳ khu Đê Quá Đát Tá đã xúi dục vua Á Cha Tá Suốt Tá Sát Tú phải giết vua cha nhiều lần, gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy, Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính, xa lá. Dạ thưa hết. Kính cảm ơn cô tu nữ Như Pháp đã post bài. Kính mời Sis Pháp Nguồn Lào Cai. Con kính cảm ơn cô giảng đồng. Con kính hành lễ bên ba ngôi bảo mật ân đức pháp và đức tăng. Con kính hành lễ đại đức Tịnh Đạt, hành lễ đại đức Tuệ Đức ạ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn cô Như Pháp, Sức Như Phạm, đại đức Tịnh Đạt cho con biết âm thanh rõ. Đã, con xin phép được đọc và ôn bài. Atta na wa katang pa pang Atta chang atta sam pha quang Atta mê thang Wa chi rằng wa ma ma rằng ma mình. Điều ác tự mình làm, điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép được đọc diễn sự. Kể này tôn thuyết khi tại chế tá Quý Ha Tá, đề cập đến cận sự nam Má Ha Ca Lá, cư sĩ Má Ha Ca Lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp. Trong các ngày họ bắt quan trai, một ngày kia sau khi xuất pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Má Ha Ca Lá gặp một bị vu oan là cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Má Ha Ca Lá hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Dạ, con đã đọc xong. Xin đọc tiếp câu 162 ạ. Cảm ơn cô Như Pháp. Yes. Yasa akchata du si yang ma lu wa sa la vi mo la vi mo ta tang karo ti so ta tha ta năng yatha năng ichati ti so. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Hòa Thích Minh Châu. Đã, con xin phép đọc bài 1.62. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Quế Lú Quá Ná gần thành Ra Chá Gá Há, đề cập đến tỳ khưu Đê Quá Đát Tá. Trong một lần hội họp tại giảng đường,
Mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khưu đê hóa đắc tá, như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội. Tỳ khưu đê hóa đắc tá đã xúi dục vua á cha tá xá tú phải giết vua cha nhiều lần, gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy, Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các nghiệp ác và phải chịu khổ đau dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính xa lá. Dạ hết ạ, con đã đọc bài xong, con xin phép được xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ cảm ơn cô Như Pháp, cảm ơn cô Dạng Đông ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sông Ca Giá. Con kính lệnh lễ Đức Phật. Con kính lệnh lễ Đức Phật, con kính lệnh lễ giáo pháp, con kính lệnh lễ Đức Tăng, con kính lệnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn câu pháp cú số 161. Kệ pháp cú 161 này, Đức Thế Tôn thuyết: khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná, Quý Ha Rá đề cập đến cận sự nam Má Ha Ca Lá. Cư sĩ Má Ha Ca Lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Má Ha Ca Lá gặp một tai nạn, bị vu oan là toán cướp. Rồi, tổng dân đọc lộn rồi. Dạ, con xin đọc lại. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 161. Atana Quá Cá Tăng Va Băng Atta Chăng á tá xâm phá quăng á tí măng phá tí. Đùm mê thăng quá chí răng quá má má dằn má nền á tá nà quá cá tăng pa tăng á tá chăng á tá xâm phá quăng á tí măng thá tí đùm mê khăn quá chí răng quá má má dằn má niên. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh tự mình tạo. Nghiền ác kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Điều ác mình tự làm, mình tự mình sanh mình tạo. Nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Con xin đọc câu kệ 161. Đức Thế Tôn thuyết: khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná, Quý Ha Rá đề cập đến cận sự nam Má Ha Ca Lá. Cư sĩ Má Ha Ca Lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Má Ha Ca Lá gặp một tai nạn, bị vu oan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dù Má Ha Ca Lá hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mọi người phải lãnh lấy
trách nhiệm về hành động của chính mình. Và hết câu 161. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 162. Giác xá át can ta đúc si si văn mà lũ hoa xà lá mí vót tá tăng cá rô tí xô tá thác ta năng giá tha năng ít chá tí đi xô giác xá ác cam tá đúc si văn mà lũ xà mà lũ hoa xà lá mí vót tá tăng cá rô tí xô tá thác ta năng giá tha năng ít chá tí đi xô phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Kệ ngôn câu pháp cú số 162. Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại quê Lú Quá Ná gần thành Ra Chá Gá Há đề cập đến Tỳ Khu Đề Quá Đát Tá. Trong một lần hội họp tại giảng đường, mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của Tỳ Khu Đề Quá Đát Tá như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội. Tỳ Khu Đề Quá Đát Tá đã xúi dục vua A Cha Tá Sát Tú phải giết vua cha nhiều lần gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy, Đức Phật đã giảng về dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ lâu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây xa lá. Và hết. Và mến mời bàn tay của Nhung Phạm. Dạ sa thú cô Cẩm Vân ạ. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Mai á, Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài câu pháp cú 161. At ta na wa ka tang pa pang at ta chang at ta sam pha wang at phi mang tha ti đùm mê tham wa chi răng quá mã rằng mã ninh điều ác tự mình làm tự mình sanh mình tạo nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc chuyên sự câu pháp cú 161. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Na Quý Ha Ra đề cập đến cận sự nam Mã Ha Ca La. Cư sĩ Mahakala rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Mahakala gặp một tai nạn bị vu oan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Mahakala hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 162. Yassa ak chan ta đút
siêu dân ma lú hoa xà lá mi quốc tá tầng cá rô tí sô tá thá ta năng giá tha năng ít chát tí đi sô phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc duyên sự câu 162. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự Uyuwana gần thành Rachagaha, đề cập đến từ khưu Dewadatta trong một lần hội họp tại giảng đường. Mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của từ khưu Dewadatta như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội. Tỳ khưu Dewadatta đã xúi dục vua Achatasattu phải giết vua cha, nhiều lần gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy, Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính. Xa lá. Hết ạ. Dạ con đã ôn bài xong ạ. Con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Con cảm ơn đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài ạ. Câu pháp cú số 161. Atta na wakattang pa pang atta chang atta sampawang afi man thati tum me thang wachi rang wasma map yang mat nin atta na wakattang pa pang atta chang atta sampawang afi man thati tum me thang wachi rang wasma map yang mắt nin. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh, mình tạo, hiền ná kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. An ta na wa tha tăng pa bằng an ta chân an tha sam pa vang a phi man tha ti đứng mê thăng và chỉ rằng quán mà ma dân ma nìm anh ta na wa ca tăng ba bằng anh ta chẳng anh ta sam pa vang âm phi man tha ti đứng mê tăng và chỉ rằng quán mà ma dân ma nìm. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thí khi an ngự tại Chê Tá Quán Ná Quy Hà Rá, đề cập đến cận sự nam Maha Ca Lá, cư sĩ Maha Ca Lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Maha Ca Lá gặp một tai nạn, bị vu oan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Maha Ca Lá hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Câu pháp cú số 162. Yassa acchanta dusiyo yang maluwa salamit vontha tang karo ti so tan tathan tanang yathanang icchati ti so yassa acchanta dusiyo yang maluwa salamit vontha tang karo ti so tat thân ta năng giác thành năng ít cha thi đi sô phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Yan sa chan ta dun siêu yang ma lu wa sa la min won ta tang ka ro ti so ta than ta nang yan ta nang in cha ti ti so yan sa chan ta dun siêu yang ma lu wa sa la min won ta tang karon ti su tan than ta nang ya ya than nang in cha ti ti su. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại quê lú Quá Ná gần thành Ra Chá Gá Há, đề cập đến tỳ khu Đề Quá Đát Tá. Trong một lần hội họp tại giảng đường, mọi người đang nói đến bản tánh xấu của tỳ khu Đề Quá Đát Tá, như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội. Tỳ khu Đề Quá Đát Tá đã xúi dục vua Á Cha Tá Sát Tú phải giết vua cha, nhiều lần gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy, Đức Phật đã giảng giải về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi, sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính, xa lá. Thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời giải tiếp. Và đường nét của Nguyên Tịnh bị trục trặc rồi. Dạ, kính mời bàn tay quý vị. Dạ, cảm ơn cô Hoa Nguyệt, cô Sơn Đông, cô Cẩm Vân cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, còn vị nào chưa ôn bài không? Cô Hành Kiểm hôm nay có cầm mic được không ạ? À, Nguyên Tịnh vào rồi, mời Nguyên Tịnh cầm mic nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được không Thành? Dạ, con chắc bài thoát của con mới. Bây giờ con vô trong, con mở cái loa ra mới nghe được. Dạ, con kính trang đạo tràng. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơn Tha Giá. Con thành kính đảnh đệ chư Tôn Đức Tăng. Con thành kính đảnh đệ Đại Đức Tịnh Đạt. Con thành kính đảnh đệ Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đệ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân cô Rạng Đồng Sức Tì Nà. Kính tri ân quý đạo hữu để cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin phép đọc câu Phật ngôn 161. Át ta nè quát cách tăng bà bằng át ta chẳng át ta sầm phát quần.
Điều ác mình tự làm, tự mình sanh mình tạo. Nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Atana qua ca tăng ba bằng ata chăng ata sam pa quang api man tha ti đâm mê thăng qua chi răng qua ma ma dạng ma nin. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná quý Hà Rá, đề cập đến cận sự nam Mahakala. Cư sĩ Mahakala rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Mahakala gặp một tai nạn, bị vu oan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Mahakala hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lánh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Dạ, con xin đọc câu Phật câu 162. Giá sa ách chàn ta đúc si dàng mù lá quà xà lá mi phốt ta tăng ca rô tí sơ ta thát tà năng giá thà năng ít cha tí đi sô. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, có thể con kể. Dạ sa a chán ta được si dàng mà lưu qua xa la mi phụ ta tặng Karoti so tha ta tha năng và tha năng ít cha ti đi so. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết ngự thuyết khi an ngự tại quê lúc quá ná gần thành ra chát gá há, đề cập đến tỳ khu đê quá đát tá. Trong một lần hội họp tại giảng đường, mọi người đang nói đến bản tánh xấu ác. Bản tánh ác xấu của tỳ khu đê quá đát tá như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội. Tỳ khu đê quá đát tá đã xúi dục vua A cha đá sát tú phải giết vua cha nhiều lần, gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy, Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy rồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính xa lá. Xa thứ, xa thứ, xa thứ. Và câu Phật ngôn rất là tuyệt vời. Dạ, con kính tri ân đạo tràng và con kính dân mít đến đạo tràng và con kính thỉnh cô Như Pháp. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Hoàng Nguyệt cho Như Pháp biết được tín hiệu, cảm ơn cô Nguyên Tình. Dạ, bây giờ còn vị nào không? Dạ, cô
Cô Hạnh Kiểm có thể cầm mic không cô? Dạ cảm ơn chị Na. Dạ cô Hạnh Kiểm đâu rồi, còn trong room không? Dạ Sa Thú mời cô nghe. Dạ Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ với cô tu nữ, và con xin kính chào với đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc bài. Dạ cảm ơn cô Như Pháp. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 161. Áp ta nà quá ca tặng bà bằng áp ta chẳng áp ta sầm phá hoàng áp huyết màn tha ti đùm mì thằng quá chị đằng quá ma mạ dằng mạ nình điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như cương ngọc báo. Dạ con xin kệ. Atanawa ca tăng ba bằng at ta chẳng at ta sam pha vàng a phi man tha ti tum me thang wa chi đăng wat ma ma yang ma nen. Điều ác tự mình làm, tự mình sanh mình tạo, nghiện nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chư Tá Quá Ná núi Hà Đá, đề cập đến cận sự nam Maha Ca Lá. Cư sĩ Maha Ca Lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Mahakala gặp một tai nạn, bị vô quan là toán cướp đang bị truy đuổi, nên bị đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Mahakala hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó Đức Phật dạy rằng mọi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Hết câu 161. Và con đọc tiếp câu 162. Dạ xa ác chàng ta đút siêu dần mà lú hòa xà lát mi quốc ta tăng ca rồ tí sồ tắc ca rồ tí sồ tắc thắc tà nằng gia thà nằng ít cha ti đi sồ. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dặn xa a chan ta đuột siêu dặn xa a chan ta đuột siêu dặn mà lô qua xa là mỹ vọt ta tặng ra rớ ti sô ta thật ta năng và tha năng ít cha ti đi sô. Kể pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại quê Lú Quá Ná gần thành ra chắc gá há, đề cập đến tỳ khu đê quá đát tá. Trong một lần hội họp tại giảng đường, mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khu đê quá đát tá, như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội. Tỳ khu đê quá đát tá đã xúi dục vua A-cha-ta-sát-tú phải giết vua cha, nhiều lần gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng.
Nghe vậy, Đức Phật đã giảng dạy về căn duyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi, sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính xa lá. Dạ, hết. Dạ, con đọc xong rồi. Dạ, con xin trả mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng. Sa thú kính cảm ơn cô Hoàng Kiếm. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Như Pháp kính lễ cô tu nữ tại duyên và vào đạo tràng. Dạ, cô tu nữ tại duyên có nghe được âm thanh Như Pháp không? Dạ, cảm ơn Nhân Nguyễn. Dạ, cô tại duyên có nghe được âm thanh của Như Pháp không ạ? Nếu cô nghe được, cô cho xin một tín hiệu ạ. Như là cô tại duyên chưa nghe được rồi. Dạ, cảm ơn Thị Na. Nãy giờ thấy Văn Thanh chạy ra chạy vào nên dạ nên chắc là Văn Thanh đường nét yếu rồi, không cầm mic được rồi. Dạ, cô tự duyên chắc cũng không nghe được luôn. Dạ, vậy thì Như Pháp xin ông bài ạ. Nam Phong Bích Tha, dạ, dạ con xin sám hối với đạo tràng, nhà con bị rất mít ạ. Cảm ơn Nhung Phạm. Cảm ơn Nhung Phạm cho Như Pháp biết được tín hiệu. Cảm ơn cô Trang Đông cho bài học. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 161. Át ta nà quá ta tăng bà bằng, át ta chẳng át ta sầm phá hoàng, át phi màn thách tí đùm mê thằng, quá chi rằng quá mâm ma nhằn ma nên át ta nà quá ta tăng bà bằng át ta chẳng át ta sầm phá quăng át phi màn thá ti đùm mề thằng quá chi rằng quá mâm ma nhằn ma nên. Điều ác mình tự làm, tự mình sanh, mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báo. Và đây là chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con xin được kể. Cảm ơn Tina. Atta na wa ka tang ba bang atta chang atta sam pha quang a phi man tha ti đum mê thang vat chi răng quat ma ma yang ma ninh atta năng wa ka tang ba bang atta chang atta sam pha quang a phi man tha ti đum mê thang vat chi răng quat ma ma yang ma ninh. Con xin được đọc chuyên sự câu 161. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Ta Quán Ná Quý Hà Rá, đề cập đến cận sự nam Maha Ca Lá. Cư sĩ Maha Ca Lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, cư sĩ Mahakala gặp một tai nạn.
bị vua An Tà Toán Cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe Phật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Mahakala hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này, nhưng tại lại tương xứng với nghiệp đã tạo trong quá khứ. Từng lập mưu hãm hại người nhân dịp đó. Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Dạ, duyên cực sự 161 đã hết. Dạ, con xin đọc 162. Ya sa achan ta đuốt xê là giang mà lưu hòa xa đa mi quốc ta tăng ca rô ti sơ ta thát ta năng gia thà năng ích chất ti đi sơ gia xa át chàn ta đúc si là dân mà lưu hòa xa la mi quốc ta tăng ca rô ti sơ ta ta thát ta năng gia thà năng ích chất ti đi sơ. Người phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, con xin được kệ. Và xã A Chanh tà đùa xê la xê la văn ma lu wa sa la mi vot ta tăng ca ro ti so ta thát ta năng ya tha năng ek cha tít đi so ya sa a chăng ta u se la yang ma lu wa sa la mi vot ta tăng cà rô ti sô tà thập tà năng giả tha năng ích chà ti đi sô. Con xin phép được đọc nguyên sự 162. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại quê Lú Quá Ná gần thành Ra Chá Gá Há, đề cập đến tỳ khu Đê Quá Đát Tá. Trong một lần hội họp tại giảng đường, mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khu Đê Quá Đát Tá, như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội, tỳ khu Đê Quá Đát Tá đã xúi dục vua A Cha Ta Sát Tú phải giết vua cha, nhiều lần gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe về Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp và chịu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính xa lạ. Dạ. Sau nguyên sự 162 đã hết. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, trong đạo tràng còn vị nào có muốn ôn bài hay không? Cho như cô Tuệ Duyên bây giờ đã nghe được chưa? Có thể ôn bài được không cô? Dạ, sa thú. Dạ, kính mời cô. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính mời cô. Dạ, sa thủ cảm ơn pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Tịnh Đạt Đại Đức Tuệ Đức. Hôm nay không thấy cô tôi và kính chào quý thiền nam tín nữ và cảm ơn cô như pháp. Và bây giờ thì kinh Pháp Quang sắp tắt ngà quá quá
át chẳng xăm thát tít đùng thăng á dăng mắt nhìn a ta na tăng ba a ta chẳng a ta xăm ba quăng mang tự mình sanh mình nghiền kẻ ngu si như kim cương ngọc báo nhung phạm không nghe. Vậy đạo tràng có ai nghe không? Đạo tràng xin nói đạo tràng. Dạ cảm ơn. Dạ, dạ cảm ơn chị bắt bài. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thiết khi ăn ngự tại Mahakala rất chùa nghe giảng pháp trong các ngày thọ bát quan trai. Một ngày kia, sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về nhà, Mahakala gặp một tai nạn, bị vu oan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị dạ. Câu chuyện Ca Lá hoàn toàn bất xứng trong kiếp này nhưng lại tương xứng với nghiệp đã tạo. Trong quá khứ, Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm của chính mình. Dạ. Hết. Số 161. Dạ. Còn câu nữa không? Dạ cảm ơn. Bắt đầu kệ kinh số 100 si dành mà lu hòa xà la mi của ta các đồ tác giá thà năng ít cha tí đi sổ nhà xa ta đu si lăng mà lu qua tai mua ta tăng ca đi số ta tha ta năng và tha đi số phá quá trầm trọng như tấm cây gieo cho tự thân như kẻ thù mong ước. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Duyên sự kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thiết khi ra Chá Gá Há đến khu Bá Đá Tá. Trong một lần hội họp, mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của tỳ khưu Đê Quá Đá Tá, như là vì quyền lợi làm cho mê muội. Tỳ khưu Đê Á Cha Tá Sa Tú phải giết nhiều lần gây bất lợi và nghe vậy Phật căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các ác nghiệp đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ hạnh suy đồi hại mình, như những dây leo chặt
và làm khô héo thân cây chính. Xa lá. Dạ, cảm ơn chị Đăng Đông gửi mít lại cô Như Khoa. Dạ, đã thấy tín hiệu. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tại Duyên. Dạ, nhưng tiếng cô cũng không được tốt lắm, nghe cũng bị đứt đoạn nên, nhưng mà cô đã cố gắng lên ôn bài rất là sa thủ. Dạ, con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Cảm ơn cô Sạn Đông cho con biết được tín hiệu. Nam mô Bích Thai. Dạ. Dạ, con thấy đồng hồ còn có 10 phút thôi. Dạ, con Như Pháp xin cảm ơn cô tu nữ về trợ viên, cô Nguyên Tịnh, Thi Na, Nhung Phạm, cô Cẩm Vân, cô Sạn Đông và cô Pháp Nguồn Nào Cai, cô Hạnh Kiểm đã hoan hỷ lên ôn bài câu pháp. Ông bà ngày hôm nay ông đặt quyết tâm rất là hoan hỷ, nhiều bàn tay. Tội nghiệp Quang Thanh thôi, nhưng mà giờ Quang Thanh có thể cầm mic không? Alo, Quang Thanh có nghe được âm thanh Như Pháp không? Có thể cầm mic không? Nếu không là bây giờ cầm mic được không? Chứ ông này Như Pháp khóa sổ quá nghe. Rồi giờ mà Như Quang Thanh nghe. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt và Đại Đức Tọa Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Kính lễ quý bà cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tại Duyên. Con xin đọc bài câu pháp cú 161. Atana wakatang ba bằng atta chẳng atta sầm pha quăng afi màn tha ti đùm bề thằng qua chỉ rằng qua quát mama rằng ma nình điều ác tự mình làm, tự mình sát, tự mình sanh, mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc báu. Con xin đọc kệ pháp cú 161. Kệ pháp cú này Đức Phật Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Ha Rá, đề cập đến cận sự nam Má Ha Ca Lá, cư sĩ Má Ha Ca Lá rất tinh tấn đến chùa nghe giảng pháp. Trong các ngày thọ bát quan trai, một ngày kia sau khi suốt đêm thính pháp, đang trên đường trở về, cư sĩ Má Ha Ca Lá gặp một tai nạn bị vu oan là toán cướp đang bị truy đuổi nên bị đánh đến chết. Khi nghe thuật lại câu chuyện, Đức Phật giải thích rằng mặc dầu Má Ha Ca Lá hoàn toàn vô tội, chết bất xứng trong kiếp này, nhưng lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ, từng lập mưu hãm hại người. Nhân dịp đó, Đức Phật dạy rằng mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm về hành động của chính mình. Dạ hết ạ. Dạ, con cảm ơn cô Dạng Đông đã bóp phần duyên sự ạ. Và con cảm ơn cô Nhật Quỳnh còn câu 162. Giát sa át chát, giát sa át chàn tát đút si lăng, mà lũ quà xà lũ huy thốt ta măng. Chết rồi. Dạ nghe được chưa? Dạ con bị rớt mic.
sát sa át cha tu đút si lý rằng mà lu hòa xà làm cốt ta lằng ca rô ti sô tát thát tà nằng ra thà nằng ích cha ti đi sô phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Đấy bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kệ, con xin đọc duyên sự của 162. Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại quê Lú Quá Ná gần thành Ra Trá Gá Há, đề cập đến Tỳ Khưu Đê Quá Đát Tá. Trong một lần hội họp tại giảng đường, mọi người đang nói đến bản tánh ác xấu của Tỳ Khưu Đê Quá Đát Tá, như là việc vì quyền lợi làm cho mê muội. Tỳ Khưu Đê Đát Tá Quá Đát Tá đã xúi dục vua Á Cha Tá Xá Tú phải giết vua cha nhiều lần, gây bất lợi đến Đức Phật và tăng chúng. Nghe vậy, Đức Phật đã giảng dạy về căn nguyên của các tội lỗi khiến chúng sanh tạo các nghiệp và phải chịu khổ đau lâu dài. Người phá giới chỉ làm những gì mà kẻ thù muốn làm cho mình. Khi giới hạnh suy đồi sẽ tự phá hại mình như những dây leo siết chặt và làm khô héo thân cây chính xa lá xa la. Hết ạ. Dạ, con cảm ơn cô Dạng Đông và cô Tu Nữ Như Pháp đã bót bài cho con. Dạ. Dạ, xa thủ kính cảm ơn Văn Thanh rất là nhiều. Mặc dù đường truyền không tốt nhưng cũng cố gắng theo trả bài. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung kính Đại Đức Tịnh Đạt từ bi trở lại để kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân Mít Đến Sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai. Hôm nay quý vị ôn bài rất là nhiệt tình, nhiều vị đã biết cách cũng như là cố gắng để mà cầm được mic ôn bài cùng với tất cả mọi người. Điều đó là thật sự là rất là hoan hỷ, bởi vì quý vị cùng ôn bài như vậy đó sẽ tạo lên một cái động lực cho mọi người cùng nhau để mà học pháp, và cái động lực để mà tiếp tục duy trì cái diễn đàn Pháp Cú Kinh cũng như là cái lớp học ôn tập cuối tuần này. Bây giờ chúng ta cũng hết cái thời gian sinh hoạt rồi, thì không có gì thay đổi, thì kỳ ôn tập kế tiếp thì chúng ta sẽ ôn tập đến hai câu kệ ngôn Pháp Cú số 162 liên quan đến tiếp tục ngày Devadatta, 163 liên quan đến việc chia rẽ tăng cũng liên quan đến ngày Devadatta. Đó là hai cái câu kệ ngôn Pháp Cú mà chúng ta sẽ ôn tập trong kỳ tới. Dạ. Chắc có lẽ là Tịnh Đạt xin được phép đại diện chư tăng phúc chúc phước lành đến toàn thể đạo tràng ngày hôm nay, để chúng ta có thể kết thúc cái buổi học. Hawantu sabba mangalang rakantu sabba devata sabba buddhanu bhavena sabba dhammanu bhavena sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te sathu sathu. Dạ, chúc quý vị được sự an vui tấn hóa. Sathu. Dạ, mời cô Cẩm Vân trở lại về diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và ôn bài ôn tập cuối tuần ngày hôm nay.
Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cấm dân hồi hướng. Ya deva ta santi vihara vasini tu pe gare bo thi gare ta hin ta hin ta thamma da de na pa wan tu vu chi ta sot thin ka ron te tha vihara mang da le thê ra cha map cha na wa ka cha vip ka vô Sarami ka dana pati upasaka Gama cha desani gama cha isara Sappana puta sukita pawan tute Chala bu cha yepi cha anda sampawa Samse da cha ta a thavo papati ka ni ya ni căn tham ma wa rằng ba tiết cha tề sắp bề pi đúc khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắc vô wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra tham tu sắp tham mô sắp bề pi tham ma cha ri no vút thêm sâm pha phu ni ya ma tham ma ri ya pa huệ đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt cộng dân sinh xứ Mít.